trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều, có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con không có dự định cưới vợ, nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 không không đi hết. Sau này là con thương vợ con, tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới. Chứ ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không còn tình cảm nữa là con cũng ngưng thôi. Nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó, con phải cưới. Vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ là cưới luôn. Nghĩ là cưới là luôn. Đưa ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Vợ của con làm mọi thứ, vợ của con đều tốt hết, chỉ có một thứ mà vợ con nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là do ghen. Ví dụ đúng rồi, đúng rồi. Ghen đúng không? Thì con phải nói thẳng là đó, ghen là, đi. Mình chứ cái chữ mà không thông cảm đâu phải là tật xấu đâu mẹ chị. Ghen đúng không? Chỉ có ghen thôi. Ghen sao lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Có một lần ghen mà đòi lấy dao bợ luôn rồi. Con xin chào chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Minh Tiến. Con đến từ Bình Định. Bình Định. Bình Định. Trời con ơi, thằng tên là Tiến. Bữa đó là con cái cặp ông tên là Lên. Nguyễn Văn Lên, YouTuber. Con làm nghề gì? Con cũng làm YouTuber luôn. Rồi xong luôn. Dạ. Tiến Lên, Bình Định. Giọng nói này, khuôn mặt này, ánh mắt này, con là em hay là anh của Lên? Lên. Nói Nguyễn con Văn nghe Lên. Coi. Dạ con là anh ạ. Hai anh em con là Tiến Lên đó. Dạ vâng ạ. YouTuber của con là tên gì và chuyên về tảng gì? YouTuber của con tên là Tiến Black. Nói chung kênh con tên là Tiến Black thì con làm về tất cả mọi thứ, cứ gọi là vlog đời sống, dạng như đi ăn hay là đi du lịch, hoặc là có thể là choi bạn choi bè rồi vậy. Rồi bây giờ tới con. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồ Thị Nguyên Chi. Con 25 tuổi. Con đến từ Bình Định luôn. Con làm nghề gì? Dạ con nội trợ trong gia đình. Con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau? Đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bạn của chị ở trên mạng, em không biết. Anh Tiến có đi chơi với chị đó. Trong một cuộc đi chơi, chị đó có dẫn một người bạn thân của em, là bạn thân hồi nhỏ luôn á. Xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em. Cuộc đi chơi đó là dẫn em đi. Ai đi dẫn? Chung. Bạn thân của con dẫn con đi chung. Vợ của con thì cớ nó cũng không có hấp dẫn. Thì sự nếu mà qua lời cớ của con nó sẽ hấp dẫn như phim trường hơn. Ừ đúng rồi, con cớ đi. Thì là cái câu chuyện nó như thế này là ngày lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét da lâu, gọi là tìm bạn xung quanh á. Tìm bạn xung quanh con tìm đó. Bạn địa phương, con mới gặp một cô bé. Bây giờ cớ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được chữ con nói sao lên mạng nói xấu. Nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cớ cho vui. Cái lúc con ra con gặp cô bé thì mập quá. Con sợ đi xe hầu không, xe móng mua con sợ hư. Con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào không dẫn đi theo chơi. Thì ý là con nói vậy thôi, vậy ai ngờ là con bé nó mới chơi ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ. Là cái con ra là con mới chở con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn với con bé mà tao con vậy luôn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì nhưng mà nó thích cười quá, cái chuyện gì cũng có thể cười được. Cho nên là con lại nói với cô bạn thân của vợ con một câu y xì nhường nói với con bé kia, em có đứa bạn nào dẫn theo chơi. Đó là bắt cầu á, bắt cầu hai nhịp á. Dạ, bắt đầu là mới dẫn vợ con ra. Hồi lúc đó gặp vợ con thì nhỏ nhỏ xinh xinh. Hồi vợ con có 40 mấy cân à. Con thì nói chung là số con cũng gọi là ông trời ông lấy đi con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi là mà hơn. Con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. Con thì sao, lần đầu tiên con gặp Tiến thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không? Ông trị trâu lắm chú. Ông trị trâu lắm chú. Cái gì? Ông trị trâu. Trẻ trâu, trẻ trâu. Yeah. Là có những cái tính nào mà gọi là trẻ trâu? Là ông nhoi nhoi, ông nói chuyện luôn à. Trời, ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói nè, em ở đâu, em làm gì em. Hồi đó con máu hẹp lớp 10 à. Dạ. Ờ con rớt đài liền luôn đúng không? Nói chung là hồi đó con chưa bồ ai hết, con chưa biết gì hết á. Mình chỉ nghĩ là anh Tiến thì như một người anh thôi. Cũng đi chơi mà còn đi học nên là con sợ lắm. Nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết. Đi lúc nào cũng đi ba hết, không bao giờ dám đi một mình. Rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu? Chắc phải tầm nửa năm cả năm nhỉ. Đến khi nào mà cảm thấy rằng là tin tưởng mới dám đi riêng. Tính bồ bịch mới tính dám đi riêng. Thì một năm đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 thì mới chính thức là quen nhau. Đúng không? Trước khi con làm YouTuber là con làm nghề gì? Gia đình con thì cũng cách đây khoảng cỡ 5 năm trước là cũng không phải gọi là quá khá gì, chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc thôi chứ không có dư. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ. Phụ hồ. Bóc vác, hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ. Làm chưa có việc cái gì nào ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhưng mà con có cái nghề nào không? Có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ 3 năm. Cái lúc mà con ra làm YouTube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó. Cho nên là con mới được một cái lượng tương tác, con lên được trên đó.
nó được tốt thịnh hành đó, cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không? Dạ không, con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích, ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn. Còn cái đầu giới thiệu trên YouTube là xong, con quay YouTube xem. Con giới thiệu đó. Hả? Là con quay cái hành trình mà con làm được một món đồ đó. À. Khán giả rất là thích. Cái lúc mà con gặp bạn này, lúc đó là con đã làm YouTuber chưa? Dạ chưa. Vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn về kinh tế chắc cũng khó khăn lắm đúng không? Vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ. Lúc đó quen con, nếu như mà nói thô thiển ra thì vợ con còn khờ, còn ngốc quá nó mới quen con. Tại vì lúc mà quen con không tiền, không bạc, con chỉ có đúng một chiếc xe máy thôi. Sao con lại chịu quen? Hồi đó con còn đi học mà, con chưa bồ ai hết nên cảm giác yêu đương đồ này nọ con chưa biết. Con chỉ nghĩ anh Tiến là như một người bạn, như một người anh của mình thôi. Vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi vậy. Tới lúc mà mình cảm giác mình thấy anh tốt với mình, anh đối xử dịu dàng đồ này với mình vậy, mình nghĩ có cảm giác động trong lòng. Là lớp 11 là rung động đó đúng không? Rung động. Như vậy là đến lớp 11 là con và Tiến chính thức quen nhau. Bên nào tỏ tình với bên nào trước? Đa số là con, chứ tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là cũng thấy nó đã khờ rồi. Tại vì chỉ có con là giống như là một cái lựa chọn gọi là cuối cùng rồi, bí rồi, không còn cái gì để chọn nữa. Mới tới con mà ai ngờ lúc đó vợ con lại là lựa chọn đầu luôn. Chịu luôn. Con gái con còn quá nhỏ như vậy thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm hả con? Con giấu lắm chứ. Tại nhà con có một cái mương phải đi cái đường khác nữa. Nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc là đi học là con phải đi bộ xuống dưới đó xem rồi anh Tiến mới chở con đi. Giấu ba mẹ bao lâu? Con giấu tầm 2 năm thì lúc mà quen tớ bồ chứ tớ lúc mà bắt đầu giới thiệu là 2 năm. Cuối năm lớp 12 bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Dạ. Con nghĩa là nhảy mương cả năm trời rồi đúng không? Đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương. Đi bộ. Thì nói gọi từ nhảy mương đi cho nó vui. Mẹ trong lúc đó là hàng xóm của con á, vẫn có thấy, cũng có nói với mẹ mà dạng là mẹ cũng ít khi tâm sự với con á, nên là mẹ bạn cũng không nói ra chừng mà lúc mà con giới thiệu là mẹ về cũng có nói là kêu thì mấy người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở con đi chơi rồi vậy á, đi học rồi vậy á. Lúc mà ra mắt gặp má, má có ưng không hay là má cản má không cho quen? Mẹ bà nói với con là thấy anh Tiến còn trôi trôi, thấy ông cứ dạng như trẻ trâu cô đây là cũng có ấy. Dạ. Giờ con nói đúng cái phần này, tại vì lúc đầu con cảm nhận con biết, tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra, nhưng mà mình nhìn là mình biết, mình cảm nhận là tại vì con lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy, cắp tay con hay đỡ rất là dài, đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ. Tuy là con có thể là con nói chuyện hiền ấy, nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dung. Nếu mà không qua chạm qua tiếng nói, chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc, người ta sẽ nghĩ là chắc cái thằng này nó không được. Đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới? Con với vợ con cưới nhau là như thế này đó, là khi mà vợ con học xong 12 á, con mới nói với vợ của con là em đi học đi, anh với em cũng không có quen nhau nữa, tại vì đi học là phải vô Sài Gòn. Nói thiệt là con đi không tin xe. Vào cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học, con không tin. Cho nên con nói thẳng với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học, anh cũng không có chờ em đâu. Em cứ đi học rồi em vô Sài Gòn, em muốn quen ai thì em quen, chứ anh không có chờ em. Lúc anh nói vậy thì con trả lời sao? Về nhà em con cũng suy nghĩ, một phần là hồi đó thương anh Tiến rồi, một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm. Hồi đó anh con cũng đi học, còn một thằng em nhỏ nữa, nên là con nghĩ thâu có gì mình lấy xong cái bằng cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3, xong rồi mình nghĩ mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó, mình bán hàng online đồ này nọ, mình phụ giúp ba mẹ cho rồi. Là con không đi học? Dạ, con quyết định không đi học. Và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không? Dạ không. Không biết đúng không? Dạ không. Bây giờ bữa nay phát sóng mới biết. Các bà mẹ mới biết cho con. Không sao chứ, bây giờ nó đã xong hết rồi. Lậu nó, gạo nó thành cơm tấm luôn rồi. Ủa nhưng mà con kêu người ta là các bạn cứ đi học đi, tôi sẽ không chờ. Nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai, cho con với bạn gái mình hay không? Nói thật với chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng đó gọi là tình yêu thôi, không có gì ngoài tình yêu cả. Sau này con cưới vợ về thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ. Từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta, tại vì trước đây con từng đi làm công, con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ và con cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình. Là tất cả là làm vì vợ hết. Đúng. Con có con chưa? Dạ con có một đứa con rồi. Là vì vợ và vì con. Dạ. Đúng không? Con mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. Ồ. Gần 4 tuổi rồi. Như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô Sài Gòn học á, thì lúc đó là con đã quyết định là sẽ lấy vợ, lấy dạ vâng, nói chung lấy liền không á. Bố mẹ con á nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi, mọi thứ bố mẹ lo hết.
Trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều. Có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con không có dự định cưới vợ. Nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi, không đi hết. Sau này là con thương vợ con, tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới. Cho ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không còn tình cảm nữa là con cũng ngưng thôi. Nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó. Con phải cưới. Vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ là cưới luôn. Nghĩ là cưới là luôn. Đưa ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Rồi ba mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao? Cũng đồng ý. Nói chung là phải đỡ suy nghĩ chứ. Nhiều khi ghé con gái mà cũng phải bố mẹ vợ cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Đỡ biết cái thằng đó tốt hay không người ta phải hỏi thêm đồ ở nó gia cảnh người ta làm sao. Ê Tiến Tiến, chú suy nghĩ vậy nè. Khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11 à. Vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào? Dạ, nói chung là có nắm liền luôn không? Rồi nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Đó, lén la lén lút hay là công khai? Dạ, nói chung là trong lúc con quen vợ con thì đa số con không nghĩ luôn. Cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen đỡ cứ thôi. Cho xác nên định là luôn. Con xác định là cứ rồi. Cho nên là con quen vợ con rồi con đi quen thêm hoài nữa. Dạ, vợ con khó nữa, nó thiệt là vợ con khó. Đôi lúc mình cũng xin nó thao cho anh hùng cái nhưng mà vợ nó không được mẹ la. Tại vì ở vùng quê đó, cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó. Nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn nghĩa là vợ nói không. Vậy không là được. Suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn luôn. Nói chung là cũng được nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chướng. Thì đúng rồi, thì tôi hỏi là cái tại con bé nó còn quá nhỏ mà. Tôi chỉ cần là hôn má nhẹ thôi. À, hôn má thì có chứ, cái đó là hôn má là chuyện đơn giản bình thường. Hôn môi thì sao? Hôn môi thì hơi khó. Hơi khó là tới bao lâu mới hôn được môi? Lâu quá, giờ con cũng nhớ nữa nhưng mà rất là lâu. Mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn, đúng không? Đúng không? Giờ nói đúng thì cũng không đúng lắm, mà nói không đúng thì cũng không. Tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút. Sau khi mà hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau, nắm tay rồi. Nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện gọi là đã đính hôn rồi là có. Là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn. Dạ vâng. Nay là cưới nhau là đã được là 4 năm rồi đúng không? Quen nhau 3 năm. Tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em. Hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau, đúng không? Vậy là quá hiểu nhau rồi. Ở với nhau được 4 năm. Hả? Có đứa con 3 tuổi. Vậy có tật xấu bao nhiêu, tật xấu là lòi là hết luôn đúng không con? Nói chung đối với con, vợ con là một người tuyệt vời. Không. Biết cái tuyệt vời đó là ai mà lên đây rồi. Sợ luôn, ông định ai mình. Lên đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời, chồng tôi là số 1 hết trơn á. Vợ của con á làm mọi thứ, vợ của con đều tốt hết. Chỉ có một thứ mà vợ con nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là do ghen. Ví dụ, đúng rồi. Ghen đúng không? Thì con phải nói thẳng là ghen đó, đi. Chứ cái chữ mà không thông cảm đâu phải là tật xấu. Lớn chị. Ghen. Đúng rồi, chỉ có ghen thôi. Ghen sao? Lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Có một lần ghen mà đòi lấy dao bợ luôn mà. Bản tính của con nữa là con ra đường con hay thấy gái là con chập. Với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa. Trời. Nhiều khi nó biết con có vợ ấy, hoặc là con nhắn tin thì nó đẩn rẹp. Nhiều khi mình thấy vui, ví dụ như con có một cái lượng kết bạn cũng nhiều ấy. Có những đứa ví dụ như là nhắn tin với mình là mình rẹp. Ví dụ nhắn tin một hai lần hay thôi, cứ ngày nào cũng nhắn, vô khi vợ thấy chẳng hạn vậy á. Con có cái thói quen là con ra đường con đi chơi là con hay chụp hình với gái. Con thấy xinh là con chụp hết. Là trước đây hả? Từ năm 2022 là con hết rồi. Tại vì năm đây con sống vì gia đình. Năm 2022 là năm nay đó. Năm nay đó, mới đây à. Cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao rượt con? À, tại vì cái ước mơ của con cho nên là vợ con con. Tại vì là con có cái ước mơ là con cứ được con vợ nữa. Ước mơ cưới được con vợ nữa. Chú vẫn chưa hiểu. Hầu lúc trước cái con suy nghĩ rất đơn giản. Cái chuyện đàn ông nếu như mình đủ khả năng kinh tế mình cưới thêm một vợ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này con được nghe mấy ông thầy ông giảng vậy, con biết là một vợ một chồng không có tác được biển đông, chứ hai vợ một chồng là không có tác được cái gì đó. Nếu mà nhắc lại thì thực sự con không muốn. Nhưng mà con chỉ có một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con xin lỗi vợ nó. Đến bây giờ ở chương trình thì anh cũng thực sự lúc đó là anh đang nghĩ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó, chứ không phải là bây giờ anh muốn nói ở đây. Nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo, nó không có thông suốt, cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em. Bây giờ là khi đã xin lỗi rồi, đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em, tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi?
cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ. Con tha lỗi không? Nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó, nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn chưa? Bây giờ thì cô không nghĩ tới nữa. Mà bây giờ mà nhận được cái lời xin lỗi từ anh Tiến thì cô cảm thấy vui đúng không? Ấm áp không? Xúc động. Dạ. Xúc động. Một cái ôm mà đúng thời điểm á là nó gọi là quý giá vô cùng. Chỉ mong rằng là Tiến sẽ đừng có tái phạm lại nữa. Con chỉ sợ một lần nữa là vợ con sẽ bỏ con thôi, chứ con không sợ bị vợ con làm như đó. Bỏ chứ. Con cũng không nghĩ là con sẽ tìm được một ai tốt hơn vợ của con. Chứ hay sao? Quá. Bây giờ là tới con đó con. Tật xấu của Tiến là gì? Mơ gái. Cái tật đầu tiên là tật mơ biết gái. Cô biết mơ gái đó. Dạ. Bây giờ còn mê không? Thì cũng như cô cũng nghe anh Tiến nói là năm 2022 là để dành cho vợ con đấy. Mỗi lần mà ai rủ ổng đi biôm hoặc là đi đâu, không, năm nay là tao đối dành cho vợ con tao. Nhưng mà năm sau thì sao ta? Năm không sau biết, mới có để dành không? Sao em nói bị ôm trời. Thì ai rủ anh là, chứ thầy kêu là rủ đi cho anh từ chối chứ sao kêu bị ôm trời. Rồi đồng nghiệp lỡ coi được người ta cường chối nhạo rồi sao? Trước đây là mấy gái rồi có những tật xấu gì nè? Vô tư lắm. Con cái đồ, việc nhà, việc của đồ này nọ nhiều khi vô tư lắm. Vô tâm chứ không phải vô tư. Ít nghĩ, không lo cho gia đình nhiều thôi. Bây giờ con mong Tiến thay đổi cái gì? Bớt vô tư, vô tâm lại. Và chứ bớt tin người lại. Con không biết là đã tốt hay xấu nữa. Không phải là anh tin người, mà là anh nghĩ rằng là khi mình cho người ta một cơ hội là sẽ có một người khác cho mình một cơ hội. Đôi khi nhiều khi con thiệt thòi nhưng mà con nghĩ sẽ có một người, tại vì con cảm nhận khi mà con bị thiệt thòi một cái gì đó, luôn luôn có một người khác xuất hiện để bù đắp cái phần mà người kia lấy đi. Con nghĩ một cách đơn giản vậy thôi, biết là nhiều lúc mình sẽ thiệt thòi. Mà con thấy sao? Con thấy cái suy nghĩ của Tiến đúng không? Cô tôn trọng quyết định của anh Tiến mà. Thì đó con mới nghĩ là cô không biết là cái đó là xấu hay tốt đấy. Vô tư là rất tốt nha. Vô tư là mình không có cả nghĩ, mình không có suy diễn, mình không có làm cho mọi thứ nó rắc rối lên. Đúng rồi. Vô tư, nhưng mà vô tâm thì lại là tật xấu nha con. Chẳng hạn như cô nói ví dụ về cái vấn đề tin người, quan điểm của con là hoàn toàn tốt. Nhưng nó luôn luôn nó có một cái giới hạn nhất định. Chứ nó không phải là muốn tin ai con cũng tin như vậy. Đối tượng nào con cũng có thể trao gửi cái niềm tin của mình như vậy. Thì nó sẽ gắn tới cái vô tâm ở đây đó. Có nghĩa là con suy nghĩ một chút xíu. Chẳng hạn giờ con tin cái người đó, để ý đến cảm xúc của vợ con một chút. Đàn bà họ có những cái nhạy cảm nó rất là hay, cái trực giác rất là hay. Ví dụ con chỉ cần hỏi qua thôi: em bây giờ cái hình đó đó, anh làm cái này với nó em thấy được không? Ví dụ vợ con nói: em thấy anh này được, anh này có vẻ là này kia kia nọ, thấy không? Mình quan tâm đến cái cảm xúc của vợ con một cái là vợ con nó cảm thấy là nó được chia sẻ. Chú nghĩ rằng là cái việc thay đổi bản thân mình để cho cuộc sống nó yên ổn, và nhất là gia đình nhỏ của mình nó hạnh phúc hơn, nó đề huề hơn, và đặc biệt là hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nên làm. Nha. Rồi xin cảm ơn vợ chồng con đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Con tên Nguyễn Minh Lên, năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube, hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Kênh của Lên là như thế nào, chia sẻ đi. Dạ, thì con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là con của con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Bột. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. Thôi giờ tới con. Dạ, con chào cô Vân, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Năm nay thì con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào? Và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở theo một bạn gái nữa. Sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm vé. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nọ cho vui. Nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. Con đi theo là bạn thôi, chở đi theo thôi. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. Chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này, vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được, đúng không? Kiểu như là lúc đó là con đi vệ sinh ở chốt, cái ổng đi theo, ổng theo ổng chặn được nhà vệ sinh, con không cho, cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Trời, cái con cho đại á. Như vậy là bữa đó con cho là gì? Con quá mắc cho con phải cho. Dạ, đúng không? Chứ không phải là gì con cảm mến gì hết á. Đúng rồi. Xấu lắm mà điên. Rồi con lấy được số điện thoại rồi á, là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này?
Tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp kiểu như tiếng sét ái tình, mình muốn xin số cho được. Điều đó là chỉ là phải gọi điện rồi. Những tin chụp còn những tin liên tục mà hồi đó cũng làm vé lắm, đâu có trả lời đâu. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Tầm 2-3 hôm vậy đó. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Lần đầu tiên mà con gặp lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Ừ, lúc đầu là không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy đen với thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Thêm một cách giọng hát đó là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thì con dạ. Đó lên con hát bài gì mà khiến lòng lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Vừa tuyệt vời nhất. Tới giờ con hát một bài. Thứ vợ con nó nói sao mà đâu giọng con hay dữ vậy. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi lúc mà con bắt đầu trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng, bắt đầu đi chơi riêng. Nhưng mà lúc đó là lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ động, đồng đó làm đó. Đó thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy. Nên cắm là... điện thoại hả? Cắm điện thoại, kéo điện thoại mà... dẫn đi chơi. Cứ đi chơi em với chơi bạn đó. Thì dẫn bạn gái thiêu, ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ nổi mấy bữa mình lên mình lụm. Lại cầm điện thoại của con là dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu, ví dụ tính tiền á, dù thiếu chém hai chém mình ấy, mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu cầm đỡ điện thoại có gì về hôn lên lụm về nó gọi sao thơ bao là tự hiểu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có, cũng có. Có luôn hả? Điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó. Con mượn, con nói con đi cầm hay là con làm bộ mượn. Con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hôm. Cưới xong mới có cô chú, cho lúc đầu là kêu mất. Thì sao cái cưới về kêu là có hầu lâu anh kém quá. Hồi đó điện thoại con gạch mà, chứ kém được 100-200. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cấm luôn rồi? Bắt xác luôn. Bắt xác luôn. Khổ dữ vậy hả? Thì hồi đó không khô, không có tiền à. Cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á, có lãng mạn không? Có mua hoa không hay là đó. Trời, cơ đó chuyện hoa nghĩ tới buồn á. 8 tháng 3 với anh thay thì con cũng nhớ đúng ngày nữa. Là con mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á. Mẹ con mua vô là nó nhanh. Nó kêu trời hết chuyện ông rảnh ông mua bông làm như vậy. Sao ông chở tôi đi ăn ông xuống nè. Mà ông tự nhiên mua bông mà nó nhành miết ướt khắp lên khắp xuống. Từ lúc đó là con hết mua luôn. Một lần đó là tới giờ luôn á. Sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy một cành thì được, chứ một bó thì hơi đắt. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì có tiền thì mình chiên khoán cho vợ ấy rồi. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi. Giờ con là đã thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui à. Rồi lúc đó khó khăn quá, rồi gia đình hai bên đó có đồng ý mới không? Đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về, tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dặn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được, nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo cái gì là cũng lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy. Lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện cho rồi. Bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Có dễ thương gì mà sao không chịu? Còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nho con rồi vậy. Bé con đó là hồi đó chút ít à. Trời ơi, quen rồi đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Anh lên dẫn con xuống á, là mẹ kêu là chuột quen gì, không biết làm gì hết. Chụm cái nồi chó heo cũng lại liếm lên luôn. Chụm là chó heo là tập bê, giờ mà bê em còn cớ mà thấu mà mạch mày liêm lút mà không cháy. Đốt bếp lửa. Nhiên lửa. À có nghĩa là lúc ấy con dạ. Con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn dạ, hả? Đúng rồi. Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đỡ cô làm gì hết. Nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Con ở dưới nội, ở trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á. Dạ rồi con ở dưới ba, dưới nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Rồi hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng được gần 4 năm nay. Mấy đứa rồi? Dạ một bé. Chà như vậy là 4 năm ở với nhau.
chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Nó có ăn hiếp con không? Nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính. Thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên nhanh con kiếm chuyện nhá, cái miệng cứ lấm bấm luôn á. Wow. Có bươn móc chuyện cũ nói không? Có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Oh. Lâu lét rồi cũng nhắc lại. Chị, ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát con, điện thoại kiểm soát con. Điện thoại con. Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi, xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Dạ. Có không? Thôi để chú hỏi vợ. Đó, chắc luôn. Chắc chắn. Cái con lửa sao có khói đúng không? Bây giờ sao? Bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Thôi đợi vợ con nói. Rồi ha. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Chị mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận ké chiếm thớt rồi được. Giận ké thì chiếm ké đi. Rồi. Rồi bây giờ mời con. Anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con có những cái tiêu biểu. Ví dụ như là hay quên. Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy là cái chìa khóa đỡ đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai này. Là mê game, mức độ mê game là như thế nào? Con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu? Con đâu biết đâu, đi đâu đâu biết đâu. Không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Tại vì mê game đi. Không quan tâm vợ. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái xem phim thấy buồn cũng khóc ấy, hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên, ổng đánh game, ổng không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất không? Nó cũng vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ không chừng á. Ừ. Mệt cái gì tao mỏi mắt. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì ra hình như con nói quá chứ cũng được bớt được xíu. Tật xấu là mê game nè, hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Vô tư vô tâm hình như có cả hai luôn. Ngay lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ổng ta ổng chọc cho con tức thêm. Chừng nào con khóc ổng ta không dỗ vậy. Nhưng mà kiểu như ổng thấy hài á mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Rồi có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Như vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy nãy là giấu á, giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng không, bừa bộn lắm. Nhưng mà là đồ đạc sẽ đầy hết. Nhưng mà là do em chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á, à, mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Để em gơ chứ. Dọn hết rồi, nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là gọn, y như cũ. Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm là xin tối đi nhậu. Nhưng ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm. Chuyện đàn bà và bữa tôi rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm. Rồi giờ con chỉ mong chồng con sửa đi. Khoan. Vụ ghen đó. Từ anh khai anh nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Em tím lại. Cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát keo cơ ôm. Có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn. Suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Rồi xong sao nữa? Lúc đó là cây khóc qua trời qua đất luôn. Có năn nỉ không? Năn nỉ. Nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè. Con cứ khóc hoài, mặc dù là trong lòng còn đau, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếng một cái video nữa. Nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái cô mới hỏi là anh có đi không, cái lần này là anh có đi không, thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con đang nghĩ lại. Ông đập điện thoại dạ, luôn. Dạ đúng rồi, tức ông đập điện thoại. Nhưng mà cũng có mục đích á, chắc lúc đó đang cầm mua điện thoại mới mà con chưa chọn này sao á. Nói nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới, cho tới chuộc lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Kế luôn cả điện thoại cắm luôn á. Kép thì kép một cái, với đập thì đập một cái. Còn cái nếp trượt quen nhau hơn. Còn cái nếp trượt quen nhau hơn nữa. Sao? Hồi rồi cãi nhau đi xe ấy nó nhìn đây con cũng nhớ quen thoại xuống mương. Hồi đó tiếc quá. Mở xuống lụm, lên xáy lại, xài tiếp. Dạ. Xài được luôn. Như vậy là con có muốn chồng con thay đổi điều gì không? Chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn. Chỉ có điều là hơi vô tư một xíu. Hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nữa. Suy nghĩ nhiều. Cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 20... 24. Con lên. Con 27. Đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn.
Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó. Là dạ, coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn á, đúng không? Dạ, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Bởi vậy ha, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Cho nên bây giờ con tập thói quen đi. Bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi. Ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ổng đi chơi với bạn là ổng kêu thôi bây giờ vợ tao, con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ. Thì mấy cái đó cũng có. Đó, dạ. Thì cái đó là tập cái thôi là mình không có vô tâm đó. Thôi bây giờ gì nè, ví dụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình, do chú khơi lại, cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây, vô đây đi theo tôi vô đây. Vô đây. Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc đó con. Ừ. Ở đây đó. Quá trời. Em cần lại không? Trời. Có nói gì nữa không? Đó, em cũng chưa nói mà. Chưa nói. Để tao nói nè đó. Trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa. Là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nha em. Con nói gì? Anh nha. Con nói gì cho không ở tới bây giờ á, không thể thứ rồi sợ ở tới bây giờ. Thôi đây, bây giờ á cô nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Tuần đời nhắc lại được. Và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Cố gắng để mà tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại cho vợ con. Hay quá. Hay quá. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Lên với Nguyệt nghe. Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Sao nhìn cưng quen vậy ta? Dạ, chắc là con có ở trên chương trình Sắc Tăng thôi ạ. Vậy hả? Rồi, xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên và năm nay con 33 tuổi. Vợ chồng con cùng kinh doanh ạ. Đến từ gia đình chùm sò, thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc, ngọc trai. Gia đình chùm sò, quá dễ thương. Rồi, mời bạn. Xin chào chú Thuận với chào cô Vân. Con tên là Phan Phúc Thịnh. Thì con là dân Đồng Nai. Thì con năm nay khoảng 36 tuổi. 36 là không có được kêu bằng chú nghe chưa? Khoảng 36. Trời ơi, cô năm nay có 39 đó mà kêu bằng chú thì không biết nữa. Anh được rồi. Dạ, hiện tại thì Thịnh đang kinh doanh cùng với bà xã luôn. Dạ. Là kinh doanh về trùm sò luôn á hả? Dạ, cùng trùm sò. Vợ chồng trùm sò. Không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? Rồi tình yêu nó nảy nở như thế nào? Dạ thì lúc đó con là khoảng 18 tuổi ạ. Thì năm lúc đó con vừa mới con đi du học năm lớp 12. Xong rồi mới trở về Việt Nam cho mùa hè. Thì chuẩn bị là sang đại học, cho 4 năm đại học. Thì cùng có một cái nhóm là nhóm độc thân. Thì là cái nhóm độc thân đó là các bạn độc thân chơi với nhau. Có Thịnh trong đó không? Dạ có. Thì có tổ chức đi Vũng Tàu. Thì lúc đó mới đi Vũng Tàu thì con ngồi trên bãi biển thì ảnh mới tự nhiên ảnh bị chuột rút. Ảnh tắm xong ảnh bị chuột rút, xong ảnh mới lên ảnh ngồi chung. Thì từ đã tự nhiên hai bên bắt chuyện với nhau thì thấy rất là hợp và nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Cho nên con cảm thấy rất là hợp. Thật ra cách đó thì còn 2 tuần nữa là con quay trở lại bên Mỹ rồi. Thì con mới nói là vậy thì có thể ngày mai thì anh có đi hẹn chơi với em không? Ngày hôm sau thì con rủ anh đi đánh cầu lông. Tự nhiên cái cuộc hẹn đó tưởng là chỉ có một tiếng nhưng mà thành ra nó chơi 5-6 tiếng đồng hồ. Và nói chuyện luôn. Suốt luôn và tự nhiên cảm thấy rất là hợp luôn. Tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an cho nên con viết cái nốt cho anh đó là con thích ảnh. Ảnh mới trả lời lại quên anh đi. Tại vì anh nói là anh ấy chưa sẵn sàng và anh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước.
Thì cái con mới nhắn lại với ảnh đó là vậy thì khi nào anh sẵn sàng thì anh báo với em. Mà cô bé này lúc đó mới có 18 tuổi thôi. Như vậy Thịnh lúc đó là đã 22 tuổi rồi đúng không? Dạ, lúc đó là 3 tuổi đúng không? Lúc đó là em đang học sinh viên đại học. Nhưng mà khi mà Thịnh nhận được một cái tin của Quyên là khi nào anh sẵn sàng, lúc đó em như thế nào? Em suy nghĩ như thế nào? Lúc đó là em đổi ý. Lúc đó là em nhắn lại liền là ok thì mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà lúc đó là em rất vui đúng không? Rất vui, rất. Chứ nếu như em nhận được cái tin thôi vậy thôi nghe anh, hoặc là im re luôn là chắc chắn rằng là thôi là cô ấy bay đi luôn rồi đó, thì là buồn đó. Nhưng mà thật ra đó cũng là lần đầu tiên mà con dám nói, chứ hồi trước đó là thích ai thì con phải chờ một năm sau để mình coi coi mình còn thích người ta hay không thì mới dám nói. Rồi như vậy là chấp nhận tìm hiểu xa. Lúc đó là yêu xa mấy năm cưng? Là khoảng 4 năm. Wow, yêu xa 4 năm luôn. Như vậy chắc khó khăn lắm đúng không? Dạ, rất là khó. Nhưng mà xinh đẹp như cưng như vậy á, ở bên kia học thì chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi rồi đúng không? Thật ra cái thời gian đó nó cũng rất là buồn. Tại vì lúc đó thì con không có về mỗi năm, mà là cứ 2 năm con mới về một lần. Cho nên con nói ảnh là anh chờ thì 2 năm nữa mình gặp. Rồi thì cứ con đếm từng ngày luôn á, con đếm từng ngày cho tới ngày về luôn. Thì nhưng mà có một cái sự kiện đến, đó là anh ấy sẽ đi có một cái chương trình, anh ấy sẽ đi giúp đỡ cho những người khác trong vòng 2 năm, và anh sẽ để dành tiền và anh sẽ đi giúp đỡ cho người khác trong vòng 2 năm đó, và sẽ không có nên bận tâm với những chuyện yêu đương hay là vân vân. Thì đó là điều tốt và ảnh muốn làm khi mà ảnh chưa có kết hôn. Chính vì vậy mà con cũng ủng hộ cái việc đó. Nhưng mà ảnh được gọi đi một tuần trước khi con về. Mà trong khi mình đã định đó là sẽ gặp một tuần, hai tuần rồi con lại đi lại thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Thì nó đã rất là buồn. Cho nên tại thời điểm đó thì con vừa đi làm mà con vừa khóc luôn, khóc rất là nhiều. Vì tại vì cái ngày hôm trong đó đếm từng ngày, ngày đó. Nhưng mà về thì lại Việt Nam lại ảnh đi. Lúc đó bị sốc mà con hiểu cái người tâm thần là như thế nào, con không tập trung như được làm gì hết á. Hỏi Việt Nam bao lâu? Dạ khoảng lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ. Trời ơi, 2 năm thì chơi 3 được tháng trời không biết về để làm gì luôn á hả? Về thì gặp gia đình cũng vui nhưng mà nó hơi bị sốc. Nó chống chính á, tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng giờ để mình được về. Tại vì mỗi tuần thì em vẫn trao đổi thư với bà xã của em. Nó nằm lâu lắm. Nên đó là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc. Rồi sau đó cũng khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học. Còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường. Quen thì cứ quen bình thường. Có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn, không sao hết. Nhưng mà hỏi hai đứa này, trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không? Anh chắc tập trung hơn con. Tại vì quen thì không có. Con có say nắng, con có thích. Tại vì đôi khi nó cô đơn quá. Đúng rồi, thật sự là cũng gặp 3-4 người rất là tuyệt vời. Có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu. Rồi có người thì hai người Việt, ba người Việt. Thì anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về. Tại vì ở bên Mỹ thì cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á, cho nên anh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn. Thì trong vòng 6 tháng trời anh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời. Và mình cũng rất là rung động. Nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là mình rất là yêu ảnh. Nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình. Và suốt hai mấy năm trời thì con nói thôi hay là tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ. Nhưng mà tại cái thời khắc đó, xong cái ảnh đồng ý luôn. Và ảnh rất là tôn trọng. Ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp. Và dẫn tới đó là tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết. Dẫn tới là mình hơi say nắng người kia và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này. Nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại nó lại lên lại và nó lại mình lại thấy rất là rõ ràng. Và từ đó trở đi thì con dứt khoát được. Sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn á. Thì tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại. 3 ngày anh cũng phải cố gắng để anh vượt qua. Sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại thì lúc đó đã rất là xác định rồi ạ. Là chấp nhận là yêu xa để mà hai người là của nhau đúng không? Dạ, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Rồi sao? Lần đầu tiên chạm mặt nhau nó làm sao? Con đã đếm từng ngày rồi cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi, thì con gặp rất là rung nhưng mà thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ.
Còn Thịnh cũng bình thường, em cũng gặp bình thường rồi cũng nói chuyện bình thường thôi. Không, nhưng mà dĩ nhiên là không có nhau rồi, không có gì đó. Không á, em không bảo chứng gì đó, không có làm thêm nữa, không có gì cặp này nữa. Ai chạy tới phụ huynh, mặt cho phụ huynh đi nghe mình. Sau đó thì tụi em tiếp tục hẹn hò, gặp trực tiếp nhiều hơn, dành thời gian với nhau nhiều hơn. Rồi mới nắm tay lần đầu tiên. Có những cái cảm xúc. Ủa, tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 11 ạ, quen nhau 14-15 năm ạ. Rồi bao lâu mới cưới? Dạ 8 tháng. 8 tháng. Là con đâu có quay về Mỹ lại nữa không? Dạ không. Về luôn là chắc là cũng vì ông này nè, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không? Có một cái bức tường mà phải vượt qua, là tại vì nó không có thoải mái. Ảnh cũng không có thoải mái lắm. Về cái vấn đề là gì? Về mặt cảm xúc mà. Là tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á, cho nên bây giờ phải học cách để mà giải quyết cùng với nhau, rồi học cách để chia sẻ với nhau, mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa, mà là gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau. Ảnh nói cho ảnh thời gian. Con thì con về vì ảnh mà, cho nên con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào, thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu. Nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn. Dạ. Và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ là nó xây ra cao cho khoảng chừng tháng à. Bao nhiêu lâu thì đập được cái bức tường đó? Chắc chừng tháng. Khoảng 2 tháng. Lấy nhau xong về là có con liền không, hay là đi chơi bời đá đời rồi mới có con? Dạ 3 tháng sau thì là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé. Và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn. Thì cái khó của con hồi mới bắt đầu kết hôn đó là vừa làm quen với chồng, lại bắt đầu có bầu. Xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai, cho nên mất tiền hết sạch luôn. Mất tiền phải 3-4 tỷ bạc, là mất sạch tất cả những gì mình có. Thì dẫn tới đó là mất 7 năm sau thì con phải làm để trả lại cho những gì mình đã ra cái quyết định sai tại thời điểm đó. Hai vợ chồng cùng làm giống như là 7 năm giống để mà kiếm lại 3-4 tỷ đó, để sửa sai để trả nợ đó, đúng không? À, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc đó. Rồi tới năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba. Coi như là cái trùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ. Dạ. Đúng không? Trùm sò. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia đi chị Mộc Hoa. Quyên ơi, nhìn thấy Thịnh nha, một người rất là lịch thiệp nha, rất là điềm đạm. Thế mà không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào. Ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì không có thích gặp những người ảnh không thích. Thật sự rồi. Cái đó là bình thường, nhưng mà nó không có bình thường trong cái việc mà kinh doanh hay khởi nghiệp. Dạ. Cho nên ảnh sẽ không làm những việc mà ảnh không thích và không gặp những người ảnh không thích. Ví dụ như gặp cái khách hàng đi, hoặc là đi một cái hội nghị vân vân, thì ảnh sẽ nói thôi em đi, anh trông con. Thì cái đó con cũng không thoải mái, nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh không chịu làm. Đúng rồi. Sao nữa nè, còn tật gì nữa nè? Ảnh nóng tính, với lại ảnh hay dễ bỏ cuộc hơn. So với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều. Bây giờ con mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Ảnh vẫn còn 63 năm nữa để ảnh khắc phục, cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi. Còn những cái năm tới thì ảnh bớt nóng, mà con nhắc mỗi ngày luôn. Và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh, cũng đang cố rồi ạ. Ok. Thế còn Thịnh nè, tật xấu của cô ấy là như thế nào? Nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì gọi là tật xấu hết trơn, đúng không Thịnh? Cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp. Nên là vợ em thì cứ hay dùi em đó là thôi anh cứ đi rồi anh đi gặp đi, chứ em phụ nữ sao em đi gặp, rồi con cái rồi ai lo rồi đó, thì cứ lặp tới lặp lại. Em thì em lại không thích cái cách đó. Ví dụ như em nói là em không thích, là khi không thích đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích và tại sao anh không làm. Mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. Tới giờ vẫn vậy, đúng không? Tới giờ vẫn vậy. Một cái thứ hai nữa là vợ của em á, là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận là mình sai. Không chịu. Không chịu. Tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai. Luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa. Biện là mình đúng đó. Em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh. Thì đó là cái thông minh. Thì với em thì chỉ có... Có ghen không? Có ghen không? Không, vợ em không có ghen. Mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với vợ của em. Tại vợ em thì thỉnh thoảng cũng đi gặp.
rồi cũng gặp người này người kia, tại vì trong giới làm ăn mà đó, thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen, nhưng mà đó là lâu rồi, xa xưa rồi. Bây giờ thì cứ thoải mái. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Chỉ có mong muốn cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai, rồi mình sửa. Cái đó là cái mà em mong muốn thôi. Em biết em nhiều khuyết điểm lắm mà. Em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng. Em hay quên. Anh mới tặng có một tuần à. Cho nên ảnh tự nhiên là mất rồi. Với lại đôi khi bận quá cho nên cũng để con chơi điện thoại hơi nhiều. Thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm mà. Chị thấy gì nè, tụi em là đang là rơi trường hợp gì biết không? Hai người giỏi ở chung một nhà đó. Thực sự em không biết đâu, hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau, để mà có thể song hành được với nhau á, là một điều rất là khó. Khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn, cái đó là chị nói thiệt. Nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm á, biết mềm dẻo đúng lúc á, để có thể chế ngự được em. Đúng chứ rồi. Em là tánh em cũng nóng lắm. Nói chung là cảm ơn các bạn. Các bạn vừa kể cho anh và chị Vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp, và các bạn sinh ra là để cho nhau. Và anh chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn và có thật nhiều sức khỏe và cùng phát triển thương hiệu, mà cái thương hiệu Chùm Sò này lên một cái hàng top luôn nha. Xin cảm ơn. Con chào cô Hoàng Trân. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu về mình đi. Con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Dạ con. Rồi Khương Hoàng làm Khương, gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm với quê con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ngon lành rồi, ông Khương, chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi, và bây giờ tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con chào quý khán giả đến xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. Dạ con đến từ Sóc Trăng. Hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Làm bánh. Nuôi tôm nè, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Hay rồi, chắc bán... chắn là hàng online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Có bánh nè, đó thấy không? Điện có nha. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là về về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. Ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26. 26 Khương 30. 30. Vậy là chắc chắn là đi mua bánh và gặp cô này thấy là cua cổ. Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm điện đu vuông là chắc nó bán cho sỉ. Con quen vợ con cũng như là anh em thôi. Rồi sau này khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con làm chạy xe, làm tài xế á. Chạy xe cam. Cam sành đó con. Tức là trước đó là con trước, làm tài xế con vận chuyển cam. Dạ. Ở trên Vĩnh Long khi cứ năm trời nên cái gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Là thấy vậy là thấy sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi. Biết con. Lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm đó, mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ, điện của con em rảnh không? Đi uống trà sữa với anh khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, nó bụng mà. Có người rủ đi ăn mừng quá. Cái con nói anh ngủ với em đi, là lúc đó là lần đập đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước nó khoảng mấy năm? Chắc tầm khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm. Lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau rồi mới gặp lại rồi mới cua? Tại lúc đó con thấy có chồng con không để ý tới. Là Ngọc. Dạ con đã từng ly dị rồi. Lúc đó là Ngọc có gia đình phải không? Cho nên là con hiểu. Không có để ý đúng không? Vậy là một năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Vậy. Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không? Rồi. Con cũng biết lâu, con biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi. Chắc tại chưa tới duyên á con. Nhưng mà mẹ đơn thân à, con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé. Dạ bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Sau khi con gặp lại Ngọc cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? Khoảng 3 tháng. 3 tháng.
Vậy thì trong 3 tháng đó, có nghĩa là lần gặp lại, rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa, xong qua ngày hôm sau là ảnh rủ con đi chơi. Đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke, mình karaoke đi, tại vì lâu quá rồi anh không được vô. Vô chỉ có hai anh em thôi, vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ, là sang ngày thứ 3 là con với ảnh quen. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm cưới. Dạ không, tầm 8 nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Tháng sau là đám cưới. Tháng làm cưới luôn. Dạ, tháng sau. Vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ, cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Là mới đây thôi à? Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 26 Tết đó cô. Ồ, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày là ông dính liền luôn em. Hay thiệt. Ngoài cái giọng hát của ông. Coi là cái bằng đó đi gọi là gì? Đi gọi là đi sau mà về trước á. Ha, người ta đi trước về sau, đây mình đi sau mà về trước luôn. Mà lu đu giác cái luôn nó chạy. Thiệt mà nó chạy quá nhanh luôn. Chạy 3 ngày rồi, cũng như là nó quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? Dạ, hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên. Không thèm ngó ngàng tới đúng con không? Theo bạn này. Cưng ba đúng không? Dạ, thương ba luôn. Còn bây giờ là con đụng vô ba không được. Lúc nào cũng ba con nó mẹ ba con nó con thương ba con luôn. Ủa sao con hay vậy? Đâu chia sẻ bí kíp coi. Dạ, lúc đầu con ba mẹ vợ trong nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi. Con về cứ nói với mẹ con. Nói hồi đó thì cha mẹ con khó lắm. Không có chịu kiểu như là mẹ lương thân á. Mà sao không biết gặp vợ con rồi cái mẹ chịu với hai đứa nhỏ á, cha mẹ chịu, con mới nói vậy thôi, vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa con gái cô. Hai đứa con gái. Bởi vậy nó cưng. Ôi, là đúng rồi. Ôi vậy. Ê, hả, Khương có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có là... lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn. Đó là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Mẹ ba với mẹ khó hết luôn á cô. Nhưng mà khi gặp rồi, nhưng mà khi gặp rồi á thì là thương vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Chắc thấy hoàn cảnh vậy nên là mẹ thôi. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm, xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Đứa nó hiền quá à. Hiền dắt cái luôn chạy em thấy hả? 3 tháng trời mà quất luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không đi. Thì trong lúc thanh niên mà phải có người yêu thôi. Phải có con cũng trải qua hai mối tình. Ở bên Đài Loan hả? Việt Nam? Dạ Việt Nam, yêu xa không rồi chú. Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói chung là như anh em không có thích chứ. Là không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Khương á, thì trong 3 cái ngày mà trước khi mà tụi con tức là nhau đó, tức là thì con có kể về cái hoàn cảnh của con, có nghĩa là chia sẻ của con với Khương không? Tức là con gặp lại con mới chia sẻ, hay là hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ lương thân á thì con có tâm sự với Khương không? Dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á cô. Là nói trước khi là yêu nhau mà lúc, lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy á. Con thấy vậy con thấu hiểu được, con thương vợ con. Lúc mà con ly thân ly dị đó, mình nên con nuôi hai bé đỡ một cái là có ngoại con phụ, nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực, tại vì hai bé nó nhỏ cô, nó hay bệnh nữa. Bé 5 tuổi, bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 3 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ, tại vì nó ở chung nhà con hai thang nước hai bên này nè, con vừa lao nước hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ, nếu cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu mà. Ừ. Cho nên là khi mà Khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Khương thương liền. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay con thương vợ hơn? Lúc đầu con thương hai đứa nhỏ. Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn, tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cái là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó, giống như nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á, thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Cô phải chúc mừng con, bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau, nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là tình yêu đơn thuần mà nó là tình thương.
và tình yêu. Cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Cô mong là Hương à, con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Con có biết không, con nít nó ngộ lắm. Nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Dạ. Không. Con nghe, con nhớ nha. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng. Thôi bây giờ mình tới tiết mục vui đi. Nha. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái Hương tật xấu? Hương nó có tật xấu gì? Đó. Dạ, chồng con thì hầu như là ảnh tốt, ảnh nấu ăn cũng ngon, thương vợ thương con, làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là ảnh rất là cực, con thương lắm, chỉ có một cái tánh là ảnh hơi nóng thôi. Dạ, mỗi lần nóng lên thì hơi sao? Hơi cọc phải không? Dạ hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu, kể cho chuyện nghe chơi coi. Tại cô không có hình dung được Hương nó nóng sao. Mắt ảnh buồn rồi nè, mặt buồn, mặt ảnh hiền khô. Mày khô à. Mày hiền khô mà không biết lúc anh nóng, anh nóng sao nè, tôi đang nóng nha bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà thấy ngủ ngắt không ạ? Cái lần nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng rồi cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có la hét. Dạ không, đập đồ này kia thì không. Chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á. Rồi con thấy mỗi lần con làm cái gì sai hay là sao, ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ. Con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ. Con chỉ muốn... Cái kiểu như là bình thường con không có gì chứ. Nhưng mà con bực bội, con hơi khó chịu. Kiểu như là con muốn cái gì nó chỉnh chu hơn xíu vậy đó. Cái gì anh cũng muốn hoàn hảo. Con muốn cái gì nó cũng phải là gọn gàng chỉnh chu. Khi đi làm mệt về thì con muốn thấy nhà cửa nó... Con nít nó quậy á. Con thấy nhiều lúc nó quậy mà con thấy con hơi bực bội. Quậy mình cọc luôn á. Con không có gặp. Nhưng mà vợ con kiểu như không quan tâm, lo làm bánh nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ, không bực tức. Không quan tâm hai đứa nhỏ là con bực. Kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi rồi con thấy vậy con hơi... Nhiều lúc cũng hơi bực. Là anh muốn cho con là bớt công việc làm bánh với lại là đi giao đồ lại. Quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ, không muốn cho con làm nữa. Lúc anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào đâu. Là anh nói sao? Có hơi nạt thôi. La quá cũng đâu có nên đâu con. Mình làm chồng hơi nói lớn tiếng thôi chứ không có phải là la làng. Rồi hiểu lớn vậy tiếng. Vậy mà sao nó sợ dữ vậy? Tại bên này người ta mềm yếu. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị hai xị. Bạn này có uống rượu không? Dạ không, không biết nhậu. Ít lắm chú. Có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con này đang kể xấu chồng con mà. Có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ không có muốn con đi mà nên. Con hả đó cô, nhiều khi con sợ người ta nói bắt vợ làm gì đó rồi mình không chia sẻ là bắt vợ làm chia sẻ với vợ mình. Anh con nhiều lúc khi con muốn đi theo cái phần ở dưới lộ đang làm con chạy xe em, khi một tay cầm bánh một tay đi giao đó thì nguy hiểm, thấy nguy hiểm. Rồi sao, còn tật gì nữa không? Dạ không. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là chồng con nói khi mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe á, thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Đó là tổn thương đúng không? Dạ, chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Tới con đó, vợ con có những tật xấu nào? Vợ con nói chung là, vợ con là biết công ôn gia hạnh không chứ? Công dung ngôn hạnh, rất là công dung ngôn hạnh. Bên chồng anh vợ sống hòa đồng lắm. Nhưng mà con nhiều khi con muốn vợ thay đổi là làm cũng phải biết trừ thời gian lại dành cho tụi nhỏ với gia đình. Thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Tại vì vậy nè, chồng con á thương con, rất là thương con. Chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Chồng con mong muốn những một cái điều có thể là về phía của ảnh thôi. Ảnh chỉ muốn con được thảnh thơi một chút, lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Thế nhưng ngược lại á thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi cho nên chồng con muốn bù đắp cho con, cho nên chồng con bị sót, chồng con mới vì sót quá cho nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy à cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Theo cô thì như vậy nè, con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là về từ ngữ. Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sao khi mà vợ con đến với con, vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi, lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặc cảm riêng. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót. Nha.